Xin chào các bạn đã đến với Tinh Tế, mình là Huyền Vân. Cuộc sống hiện đại thì công nghệ cũng sẽ ngày càng được phát triển để phục vụ nhu cầu, phục vụ cuộc sống của người dùng. Việc chăm sóc sức khỏe ngày càng được quan tâm thì những món đồ về công nghệ, những món đồ gia dụng phục vụ cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe, phục vụ cho nhu cầu diệt khuẩn cũng ngày càng được nghiên cứu và phát triển để cho ra thị trường. Đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch như hiện nay, giãn cách xã hội thì nhu cầu về việc sống khỏe, về tiêu chuẩn sạch cũng ngày càng được nâng cấp hơn. Một chiếc tủ lạnh với công nghệ kháng khuẩn, diệt khuẩn cũng là một trong những tiêu chí để người dùng lựa chọn mua. Video ngày hôm nay mình chia sẻ đến với các bạn một chiếc tủ lạnh hai cánh với ngăn đá trên của Panasonic có công nghệ diệt khuẩn Blue AZ Plus toàn ngăn mát có mã hiệu là TV341. Cùng mình bắt đầu video này nhé. Đầu tiên về mặt thiết kế, khi nhìn vào chúng ta có một chiếc tủ lạnh màu đen với thiết kế sang trọng. Và điểm nhấn ở đây đó chính là bề mặt ngoài của chiếc tủ lạnh này được làm bằng gương phẳng không viền. Như lúc nãy các bạn thấy là mình có thể tận dụng mặt ngoài của tủ lạnh để soi, để quan sát trước khi mà mình quay video. Cũng như là khi mà đặt ở trong căn bếp của chúng ta thì nó cũng giống như một cái chiếc gương phản chiếu không gian ngoài phòng khách hay là những cái không gian khác trong gia đình mình. Và khi vui vui hay là trước khi ra ngoài thì mình cũng có thể tận dụng chiếc tủ lạnh này để ngó nghía xem là đầu tóc hay là quần áo đã ok chỉnh chu chưa trước khi mà đi ra có những cái buổi hẹn với bạn bè. Đó cũng là một trong những cái mà mình tận dụng được ở thiết kế của chiếc tủ lạnh này, ngoài việc là nó sang trọng và nó thanh lịch ra. Đó là về thiết kế bên ngoài, còn bên trong thì tủ lạnh này cũng được trang bị một vài những công nghệ để phục vụ nhu cầu khi mà chúng ta sử dụng. Và nổi bật nhất ở trong đó chính là công nghệ Blue AZ Plus. Blue AZ Plus là công nghệ diệt khuẩn mà trước đây Panasonic họ chỉ áp dụng trên những dòng tủ lạnh cao cấp có ngăn đông mềm Brempress Plus thôi. Và với dòng tủ lạnh 2 ngăn với ngăn đá trên thì Panasonic họ cũng đã mang công nghệ diệt khuẩn nổi bật của mình là Blue AZ Plus vào toàn bộ ngăn mát, giống như là chiếc tủ lạnh TV341 này mình đang trên tay. Khi mà mình mở ra thì các bạn thấy là sẽ có một cái ánh sáng màu xanh ở bên trong chiếc tủ lạnh này, thì đó là tính năng Blue AZ Plus của tủ lạnh đang hoạt động. Cụ thể về Blue AZ Plus thì đây là công nghệ diệt khuẩn nhờ vào ánh sáng xanh kết hợp với phân tử bạc. Ở đây các bạn thấy là ở phía bên trong của tủ lạnh có trang bị một cái tấm lọc tinh thể bạc. Ánh sáng xanh này nè, khi mà đi qua tấm lọc nó sẽ giúp kích hoạt cái tinh thể bạc là Ag+, từ đó tạo ra các gốc OH trừ tự do. Những cái gốc OH trừ đó sẽ kết hợp với gốc hydro có sẵn ở trong vi khuẩn và từ đó sẽ cô lập, chuyển hóa chúng thành nước và tiêu diệt được vi khuẩn. Và cái tỷ lệ tiêu diệt vi khuẩn thông qua cái công nghệ Blue AZ Plus của Panasonic á, là 99,99%. Con số 99,99% này đã được kiểm chứng bởi một trung tâm nghiên cứu ở Đức có tên là Suisen. Tên đầy đủ mình sẽ để hiện ở trên màn hình. Và trong một video trước đó của Modern Day Minh Đức thì anh ấy cũng đã test thực tế khả năng diệt khuẩn trên tủ lạnh Panasonic nhờ vào công nghệ Blue AZ Plus và có kết quả. Các bạn có thể tham khảo lại video đó nha. Cùng với diệt khuẩn đó là khả năng khử mùi. Khi mà chúng ta để những cái thực phẩm nặng mùi, ví dụ như là sầu riêng khô, hay là ở đây mình để một cái gói kim chi mà mình không đậy nắp sẵn vào tủ lạnh. Thông thường với những chiếc tủ lạnh thông thường thì sẽ có mùi hỗn tạp lẫn lộn khi mà chúng ta mở tủ, có thể sẽ gây khó chịu một chút. Nhưng mà với tủ lạnh này, mình đã test thử khi mà mình để cái gói kim chi như thế này trong vòng hơn một ngày, mình mở tủ lạnh ra thì hầu như là không có cảm nhận được những cái mùi nồng nặc hay là những cái mùi gây khó chịu của những cái loại thực phẩm được đặt để ở bên trong các ngăn của tủ lạnh. Đó cũng là một trong những tính năng nổi bật bên cạnh khả năng diệt khuẩn thông qua công nghệ Blue AZ Plus của tủ lạnh Panasonic. Ở phía trên này là ngăn Extra Cool Zone. Đây là ngăn mát với mức nhiệt độ được duy trì ở mức là 2 độ C, một mức nhiệt độ lý tưởng để làm lạnh, làm mát những loại đồ uống, ví dụ như là nước ngọt, nước suối hay là mình tận dụng nó để sữa chua ở bên trong đây. Và nắp của ngăn Extra Cool Zone này cũng được làm bằng vật liệu kháng khuẩn và thân thiện với môi trường. Thì mình sẽ đo nhiệt độ của ngăn này để kiểm chứng về cái khả năng làm mát ngăn Extra Cool Zone. Thông thường thì chỉ tầm 15 đến 20 phút là những cái món đồ uống hay là sữa chua khi mà được để vào cái ngăn này nó sẽ đạt được tới cái mức độ lạnh là 2 độ C. Và xuống đây thì chúng ta có một cái ngăn rau củ quả với tên gọi là Wild Fresh Case. Cái tên gọi cũng đã thể hiện được tính chất của ngăn rau củ này. Thứ nhất là nó rộng rãi, chúng ta có thể để được rất là nhiều những loại rau củ quả ở bên trong, đặc biệt là những cái loại quả hay là những cái
loại cũ có kích thước to. Ví dụ như ở đây mình để sẵn một cái quả dưa hấu 3,4kg luôn nè, hay là một cái quả bí và những cái bắp cải. Tuy nhiên vẫn còn rất là nhiều những cái chỗ trống ở đây để mình có thể lấp đầy bằng những cái bó rau. Và một cái đặc điểm nữa của ngăn rau củ này là chúng ta có thể mở rộng ra tối đa. Phía trên nó cũng sẽ có một cái nắp đậy để giúp đảm bảo được độ ẩm cũng như là nhiệt độ phù hợp để bảo quản rau củ quả ở trong đây một cách thích hợp nhất. Các khay còn lại ở phía bên trên này được làm bằng kính cường lực với khả năng chịu được trọng lượng 150kg. Như vậy thì chúng ta có thể để được những cái nồi hay là những cái món có trọng lượng nặng, chai lọ ở trên đây mà không cần phải chia nhỏ ra theo từng hộp. Phía trên ngăn đông này, Panasonic họ cũng sử dụng công nghệ kháng khuẩn có tên gọi là EasyClean, sẽ sử dụng tinh thể bạc để làm ức chế và kháng khuẩn cũng như là khử mùi của những thực phẩm nặng mùi ở phía bên trên. Và đặc biệt hơn hết là có một cái ngăn riêng để chúng ta để những thực phẩm sống, ví dụ như là thịt cá có tên gọi là Easy Hygiene Zone, để chúng ta có thể phân biệt được những cái loại thực phẩm với nhau. Ví dụ như là ở trên mình đang để kem và ở dưới đây thì mình để những cái thực phẩm tươi sống mà không bị ảnh hưởng mùi lẫn nhau do là có cái nắp đậy ở bên ngoài. Thiết kế của ngăn AZ Hygiene Zone này cũng tiện ở một chỗ, đó chính là được thiết kế theo dạng trượt để mà để những cái thực phẩm vào, và ngăn này cũng có thể linh hoạt để mà tháo lắp ra khi mà chúng ta muốn dọn rửa ở bên trong. Ví dụ như là có những cái thịt cá sống mà nó chảy nước ra bị dính vào thì chúng ta không cần phải tắt tủ lạnh mà chúng ta chỉ cần lấy cái ngăn này ra và chúng ta đi rửa, đi vệ sinh một cách dễ dàng và tiện lợi. Đó chính là một cái điểm hay của ngăn AC Hygiene Zone bên cạnh việc chống lây lan mùi giữa những thực phẩm với nhau. Một cái sự linh hoạt và tiện dụng nữa trong thiết kế ở trên ngăn đông này đó chính là cái khay làm đá, chúng ta có thể di chuyển qua lại ở hai bên. Về khả năng tiết kiệm điện thì Panasonic họ sử dụng công nghệ bao gồm là inverter và Econavi cũng như là dòng ga R600A mới nhất để đảm bảo hiệu quả trong việc là quản lý hiệu năng, tiết kiệm điện cũng như là thân thiện với môi trường, và máy hoạt động cũng sẽ êm và không gây ra tiếng ồn. Cuối cùng về mức giá, chiếc tủ lạnh TV341 này có mức giá là 13.990.000 đồng. Mình nghĩ nó cũng là một cái mức giá phù hợp cho một chiếc tủ lạnh có thiết kế bên ngoài đẹp, sang trọng và có nhiều những cái tính năng ở bên trong để phục vụ nhu cầu sử dụng của người dùng. Và đặc biệt hơn hết là cái khả năng diệt khuẩn của chiếc tủ lạnh này với công nghệ Blue HG Plus ở toàn bộ ngăn mát. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.